Xin chào các bạn. Thì hết hôm nay là sẽ tròn một tháng mình Hello, hello. Xin chào cả nhà. Thì bây giờ thì em chuẩn bị đến cái tiền mà phóng sanh, thì ngày mai sẽ mua cá phóng sanh. Số tiền này là do bản thân tự dành dụm mỗi ngày để vào 5.000, 10.000, 2.000 trong vòng một tháng, cứ mùng 1 âm lịch hàng tháng, thì tròn một tháng thì mình sẽ đếm tổng số tiền để dành trong tháng để mua cá phóng sanh. Thì ngày mai là sáng sớm phải đi tháp 10 sớm để thăm ba nuôi ở bên tháp 10. Ba bị té xe. Ba nuôi hồi đó nuôi được mấy năm, rồi chừng 5-6 tuổi là đi về đây, tới giờ cũng ân nghĩa. Thành ra ngày mai đi tháp 10 xong mà sẵn về là em mua cá luôn á, để phóng sanh, cho nên bây giờ phải chút tiền ra đếm luôn, cái mai cầm theo rồi về là mua luôn. Chứ định để sáng quay cái video này. Rồi bây giờ em sẽ đếm. Đây. Đúng một tháng luôn á cả nhà. Này, xem được bao nhiêu để theo loại. Tại vì có khi em bán bông á, có hôm lấy tiền được con triệu mấy thì em bỏ vào 100.000, rồi có hôm ít hơn vài trăm nghìn thì để vào 50. Rồi có hôm không có lấy tiền, không có thu nhập thì mình để 5.000, 10.000, 2.000. Đủ mệnh giá hết. Wow. Vừa rồi, tháng rồi thì cũng thu nhập tương đối là không có nhiều. Thành ra mình để dành tiền không có nhiều thì tự nhiên được bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu, tự nhiên thôi, quan trọng là mình để dành được bao nhiêu á, mình để hàng ngày chứ không phải là để cuối tháng đầu tháng cái mình móc bóp ra lấy 1 triệu 2 triệu mua thì nó không đúng. Đó, đủ mệnh giá hết. Cái này 5.000. 5.000 thì để theo 5.000. 2.000. Tụi mình giá hết. Đó. Để nhà thông cảm. Hay nhà hay bên những chú ngủ á. Rồi hơi ồn trước, mình định quay tới tối á. Tụi mình ngủ quá là trình đỡ ồn. Tối quá thì nó luôn riêng. Cho mình giá 2.000. Này, một mình. Làm gì mình điểm nha. 2.000, 2.000, 5.000. Mấy chút, 5.000, 5.000, 1.000. 100. 500. Rồi, lần đầu tiên mình để dành tiền phóng sanh trong cái thùng này được 838.000. Rồi xong, được 838.000. Mai mình sẽ mua được bao nhiêu cá đây thì mình sẽ quay lại cho cả nhà xem. Còn vậy là mấy ký thôi? Ai biết.
Rộng trong đó hả? Phật không đợi địa ngục, vi pháp không đợi ngạ quỷ, vi tăng không đợi súc sanh.
quy Phật rồi thì không quy y thiên thần quỷ vật, quy pháp rồi thì không quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng rồi thì không quy tôn hữu ác đảng. Con xin thành tâm khấn nguyện cho các chúng sanh này là những chú cá nghe tiếng niệm Phật A Di Đà được hưởng hồng ân, mau mau được chuyển kiếp thành người, gặp được chánh pháp, giác ngộ pháp Bồ Đề tâm. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm Canh Tý. Con xin hồi hướng công đức phóng sanh này của Huyền Thất Tổ nhiều đời nhiều kiếp tịnh độ siêu sanh oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến thời hiện tại, để xả cho con được giải oan kiếp. Xin quý vị hoan hỷ mau chóng mà theo Phật tu hành. Cầu an cho gia đình tất cả hương linh. Tiếp tục niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi cho mấy chú xuống đi. Mấy chú xuống nha. Mấy chú xuống nha. Cho mấy chú xuống nha. Cái đầu hơi sờn đỏ kìa, tội nghiệp chưa. Cho mấy chú xuống nha. Mấy chú cả xuống. Để về sông về suối mau mau tu hành, kiếp sau hành người. Đó. Lội. Lội rồi. Lội đi rồi đó. Chiều nước lớn. Đó. Ô, chú cá lội đó. Rồi mấy chú lội đi nha. Tu hành. Tu hành đặng hành người. Từ từ mấy chú sẽ gặp bạn. Nhiều người thả mấy chú là mấy chú sẽ gặp bạn. Để mình gần á, không đổ nước á chú mà cũng mất sức chứ. Đúng rồi, mất sức vậy nó đự chân ha. Vậy chứ cái thùng có chút xíu à. Cá bự cũng không, tôi đợi. Rồi xong, kết thúc phóng sanh xong rồi, cho mấy chú cá về xong về suối hành tu chuyển kiếp thành người.